giấy vẽ màu nước thì được phân làm 3 loại Đây là vân ép lạnh Đây là vân ép nóng Và vân ép thô Như các bạn có thể thấy thì Giấy ép nóng thì bề mặt rất là nhẵn Nên là thường được dùng để vẽ theo phong cách siêu thực Trên màn hình lúc này thì các bạn có thể thấy Đây là cô Anna Manson Và đây là họa sĩ nổi tiếng trên thế giới trên vẽ hoa lá Và những bức tranh của cô thì giống như những bức ảnh vậy à, Cá nhân mình thì mặc dù Có theo học của Anna Manson một thời gian Hiện tại thì mình không hay sử dụng Loại giấy vẽ này à, Giấy ép thô thì Ngược lại với giấy ép nóng Về bề mặt rất là thô Nên loại giấy này phù hợp để vẽ tranh phong cảnh Hoặc là tranh Theo phong cách gọi là Rue style à, Trên màn hình các bạn có thể thấy Đây là hai bức tranh mình vẽ Ở trên giấy ép thô cuối cùng thì đây là giấy ép lạnh có vân hơi sần một chút đây là loại giấy màu nước thường được dùng nhất không chỉ bởi mình mà bởi tất cả các họa sĩ trên thế giới khi các bạn mới học vẽ màu nước thì tốt nhất là cứ mua giấy ép lạnh à, và các bạn có thể thấy đây là một số bức tranh mình vẽ trên giấy ép lạnh à, ba tờ giấy này thì thuộc về hãng giấy arches đây cũng là hãng giấy nổi tiếng nhất trên thế giới à, giấy của hãng arches thì rất bền rất dai, chịu nước rất tốt Nhưng giá cả cũng khá đắt à, Một tập giấy A4 thì đây là khổ A4 12 tờ thì có giá vào khoảng 360.000 Bản thân mình bây giờ là họa sĩ chuyên nghiệp Cũng cảm thấy hơi tức của một chút Khi dùng Access à, Hiện tại hãng giấy mà mình hay dùng nhiều nhất Thì là giấy bảo hồng Thì đây là giấy bảo hồng hạng họa sĩ Thì các bạn có thể thấy Artist watercolor paper và đây là um, Giấy bảo hồng hạng học sinh Thì các bạn có thể thấy hạng học sinh Thì có chữ là Academy Watercolor Paper Thì uh, Đây là giấy khổ A5 Một tập này thì gồm có 20 tờ Thì tập này có giá vào khoảng 200.000 Còn tập này thì có giá vào khoảng 100.000 à, Giấy hạng họa sĩ thì khả năng chịu nước Tốt hơn giấy hạng học sinh Nhưng mà về độ bền và độ dai Thì không bằng giấy chest mình thì thường dùng giấy bảo hồng hạng học sinh để tập vẽ hoặc vẽ những cái bức đơn giản và giấy bảo hồng học họa sĩ hoặc là giấy access để vẽ những bức phức tạp hơn. Ngoài ra thì mình cũng hay dùng giấy kha đi. Đây là loại giấy được làm thủ công ở Ấn Độ khá giống giấy gió ở Việt Nam nên là trong tờ giấy thì như một tấm vải vậy. Loại giấy này thì phù hợp để vẽ những bức tranh theo phong cách loose style như thế này này. Và trong khóa học này thì mình sẽ dùng luân phiên bốn loại giấy này Giấy Access hạng, uh, giấy Access bề mặt vân lạnh, uh, giấy bảo hồng hạng họa sĩ và hạng học sinh Tất cả đều vân lạnh và giấy khai đi um, uh, Tùy thuộc vào độ phức tạp của tác phẩm uh, Các bạn có thể thử nhiều loại giấy khác nhau và tìm loại giấy phù hợp với phong cách của mình Nhưng mà khi mới bắt đầu thì mình nghĩ các bạn nên thử bốn loại giấy này trước